Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review giới thiệu cho mấy anh em con game là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em những cái thông tin chi tiết nhất về cái con này nha anh em. Thì theo thông tin thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Thì đây là một con game có cả là Android lẫn iOS, cho nên anh em có thể tải về mà chiến con này nha anh em. Thì anh em muốn chơi con này trước tiên là anh em phải vào cái web quản lý anh em tạo tài khoản nha anh em, để anh em lưu ý giúp mình chỗ đó ha. Rồi đây là con Tiên Kiếm Kỳ Hiệp sẽ chính thức open server 50 nha anh em. Thì đây là cái base chính thức của con này ha. Thì con này sẽ chính thức open server 50 thành công vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Thì theo thông tin đó thì cái con này là một cái máy chủ có thể gộp cho anh em đấy, cho nên anh em có thể chơi server mới rất là ok nha anh em. Thì chỉ duy nhất của con này là gộp được server nha anh em, cho nên anh em có thể chơi server mới ha. Rồi sau khi mấy anh em tạo tài khoản và đăng nhập game thành công thì anh em chạy một cái nhiệm vụ đầu thì anh em sẽ nhận được nè, đây 19 ức kim nguyên bảo luôn nha anh em, rất là nhiều kim bảo cho anh em và một set đồ ha. Và đặc biệt là full ảo hóa thần ma luôn nha anh em, đây là tặng phi cho mấy anh em tân thủ nha. Đấy, rất là ngon nha anh em. Rồi thì cái con này là free thêm cho mấy anh em là nguyên một cái bộ của đi tân thủ nha anh em. Thì anh em có thể vào cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em á, thì trong đó nó có nguyên một cái danh sách của đi tân thủ luôn. Tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em nhập cái của đi tân thủ luôn nha anh em. Thì con này anh em có thể là trên quái rơi kim bảo nè, cài tra lên VIP nè ha, đeo máy upline nhận thêm kim bảo nha anh em. Săn boss nhận đồ VIP luôn nè. Đấy, tất cả các dược phẩm đều rơi ra từ boss nha anh em, cho nên anh em có thể chiến con này nha. Thì ngoài những cái bộ của đi tân thủ á, thì anh em còn có thể chơi thêm cái sự kiện là live share nha anh em. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, anh em sẽ nhận được 100 triệu kim bảo nha anh em, và một set đá VIP cấp 19 luôn, thú cửa VIP nữa ha, thiên giới tọa kỵ VIP luôn. Đấy, anh em chỉ cần làm nhiệm vụ là like share nha anh em. Đấy, của server 50 ha. Đấy, anh em nhớ server 50 nha anh em, sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy anh em nhập cái phần Cody tân thủ nha anh em. Rồi thì anh em sẽ vào cái link là quản lý tài khoản của mấy anh em á. Thì cái con này là anh em có thể tải game tại cái trang chủ là Tiên Kiếm 360 độ.net nha anh em. Đây là cái trang chủ của con này nha anh em. Ở đây thì anh em có thể tải nè, iOS nè, Android nè, đấy, giả lập PC rồi ha. Thì tất cả các link của ở đây cho mấy anh em tải nha anh em. Thì anh em chơi nền tảng nào thì anh em có thể tải nền tảng đó nha anh em. Thì anh em iOS thì có thể liên hệ ở đây ha, để được hỗ trợ thêm để mấy anh em đặt thành công với con này nha anh em. Rồi thì mấy anh em sẽ đăng nhập vào tài khoản của mấy anh em ha. Thì ở đây thì anh em có thể điểm danh nè, nhận thêm cái su web nha anh em. Thì cái su web này anh em có thể mua trong những cái vật phẩm trong cái cửa hàng nha anh em. Còn cái phần Cody thì anh em thấy ha, chọn cái phần gift Cody ở đây nha anh em, để anh em nhập tất cả các Cody vào nha anh em. Tại ở đây thì anh em sẽ chọn server 50 nha. Đấy, mình đang làm demo cho mấy anh em là server 49 thôi. Thì server 50 sẽ chính thức open ngày 18 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Rồi thì ở đây anh em sẽ lấy tất cả các Cody nhập vào đây nha anh em. Thì ở đây là cái hạt này mình đã nhập rồi, tại vì nhập Cody mất thứ rất là mất thời gian nha anh em, cho nên anh em cứ theo như mình hướng dẫn thì anh em sẽ nhập Cody tại đây nha. Còn cái phần dưới này là phần danh sách Cody nè anh em. Đây, anh em nhấp vào thì anh em sẽ thấy toàn bộ Cody chung, tất cả các Cody luôn. Thì cái phần Cody thì anh em có thể là tham gia group Zalo nè, thường xuyên ghé thăm fanpage nè, để mấy anh em chơi những cái event, những cái sự kiện in game, và anh em sẽ săn thêm những cái Cody hỗ trợ, Cody ngày đồ, Cody up fan đồ, rất là nhiều Cody cho mấy anh em ha. Anh em nhớ là join in vào Zalo nha anh em, tham gia fanpage nữa ha, để nhận thêm những Cody cho mấy anh em chơi game nha anh em. Rồi thì ở đây thì tất cả Cody đây anh em cứ lấy mà nhập vào nha anh em. Đây là những cái Cody chung ha. Thì trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em thì có cái phần là nạp xu nè. Đấy. Thì cái con này là nó đang khuyến mãi cho mấy anh em là 400% giá trị thẻ nạp qua Momo và ATM nha anh em. Đấy, 400% nha anh em. Đấy, anh em nhớ nha, rất là ngon nha anh em.
Anh em nạp qua thẻ cào thì khuyến mãi thấp hơn nha anh em. Thì anh em có thể xem thêm những cái thông tin chi tiết trong phần quản lý tài khoản của anh em ha. Anh em có thể chơi thêm là sự kiện tích nạp nè, sự kiện quà đu top nè, đấy, nhận quà phân cứng rồi nè ha, nhận quà chia sẻ máy chủ mới rồi, nhận quà tham gia group rồi ha, rất nhiều sự kiện in game cho mấy anh em chơi nha, đấy rất là ngon nha anh em. Rồi một lần nữa là mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 50 nha anh em, server 50 sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Con game duy nhất có thể gộp server và có cả Android lẫn iOS cho nên anh em có thể chiến cái con này nha anh em. Thì toàn bộ đây là những cái thông tin của server mới nha anh em có thể vào mình chiến ha. Rồi quay trở lại game thì sau khi mấy anh em nhập tất cả các cody vào thì anh em vào phần thư ha. Thì anh em nhận những phần thưởng cô đi gần thủ của mình nha anh em. Thì ở đây mình sẽ nhận tất cả nha anh em. Đấy, lấy toàn bộ luôn. Đây, rất là nhiều phần thưởng của cô đi gần thủ nha anh em. Thì anh em có thể dùng ở đây ha. Đấy, đây là toàn bộ những cái thông tin của server mới và những cái phần quà tân thủ của mấy anh em ha. Thì anh em có thể tải về mà chiến nha anh em. Thì con này là toàn bộ link mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình ha. Hoặc là anh em có thể lên fanpage vẫn có thông tin tải con này nha anh em và những cái thông tin chi tiết ở trên fanpage của con này nha. Thì tất cả mình để trong phần mô tả luôn nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 50 nha anh em, server 50 sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Anh em nhớ vào chơi cho nóng nha. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ ha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt. Rồi tất cả những thông tin của server mình để trong phần mô tả nha anh em, cũng như cody ha. Anh em vào mà lấy với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Pick you up when